bơm mà con. Bao giờ cô mới định nuôi đấy? Dạ. Cô máu quá ta tận nạn nhưng mà phải bố trí đúng không? Và phải bố trí rằng cô đang khen rằng Tuấn Mỹ Hiền nó cắm hai cái lãng này đẹp quá. Vâng. Rồi ơi đang kể. Ba con nhỏ đây, hai con quay là ra mẹ đây. Hôm nay nóng thế. Là cả một trang đấy cả. Chào mừng. Nó viết cái văn bà cô tổ nhà mình hay lắm. Cư dân mạng ấy. Ai kể cả tiếng Anh. Nói lịch sử của bà bằng tiếng Anh. Thì chúng ta dịch mình biết gì mà dịch. Thế bây giờ làm sao nào bây giờ? Bây giờ đi chợ bố cô. Thôi rồi. Cô ăn cơm đi. Bố rồi Hiền ơi. Chào con chưa? Ăn lên bữa rồi. Ăn xong rồi đi. Bây giờ chúng em bây giờ ra mồ mà anh. Thì ăn xong rồi ra mồ. Ôi thế mà chị mình đi đi đi, đi mang. À, vâng chở đi. À được. Hôm mấy đi du lịch cho mấy ngày. Hai con chó thằng mèo đó. À được. Đây em bật bật đây. Một tí là mát ngay. Có khi để cục gương chứ. Hôm nay đi đẹp trời có cô nhỉ? Ừ. Mấy tuần trước nó mưa quá. Mấy cả cái thùng này nữa mà. Ừ. Làm đề đó mà vợ chồng làm đề đó mà là mình mua đúng giờ ấy. Đấy cái trên ban công đấy. Về thôi là tổ con thần linh đây này. Bỏ ra này. Xin xin cấp. Các anh các chị sau thì bảo coi là sang đều là sang bên bên bộ tổ coi là xin đồng coi là chụp ở đây vì hôm mình mua thì anh Thái anh dặn rồi này cái bánh kẹo đâu lén đâu mở chai la vi ra đi đâu lén đâu mà lén rồi lén rồi đấy con cái vào lén lén rồi lén con trai rồi lén để ông cái đây đúng không bày hộp ốc xuống đây bày hết rồi con tổ đi cho các cụ bà hết rồi cả mẹ tổ đấy thôi tổ đấy thôi thôi bày đủ đủ thôi đủ thôi thì bày cửa này. Ừ.
cửa đúng không? Đây. Đưa cái giấy đây. Ôi nước chưa mở ra. Đây đây là gọi là gì? Mộ của thần linh ạ. Đây này nước thần linh mở ra. Vùng này là vùng gì nhỉ? À đây là nghĩa trang khách của Nghĩa trang khách thôn Lộc Điền. Bây giờ mở rượu mở ra. Vâng, thôn Lộc Điền. Huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Rượu mở chưa? Chưa mở đâu, không biết không. Ông Quân Hình có vàng chưa? Chứ hồi xưa chưa làm các cái đường đúng không, ra là nó không biết. Đấy nó khô mà nó ướt. Đấy cho ông nọ vừa thắp hương là chị Lan thắp mà. Nó anh Binh là phải đại diện đi hóa vàng. Cuối năm cứ làm cái bạt giải một loạt cho nó sạch sẽ ngay, không sợ ướt. Năm cái bạt là chú giải. Vâng. Bày đây, bày đây. Sạch sẽ luôn rồi đã. Chú tính rồi mà, chú có rồi mà. Vâng. Bảy bên trên thì nó khô chứ không ạ? Chứ bằng như dưới thì nó ướt. Vâng. Còn nó khô. Cái con gà cái túi lông này nó cần giải lên đây bằng hàng lên đây. Giải lên đấy sạch. Sao đây? Giải nằm ra dọc của hàng này giải. Chưa lắm lắm đúng không? Hay nhất thì mới mới đấy chú ạ. Ờ. Sát Tết người ta xây đấy. Đấy. Cuối năm bây giờ đầu năm là lại sửa sang ngay gì đâu đấy, lại đẹp ngay. Quay vào hẳn đường đi nước sạch sẽ không? Vâng. Mưa gió cũng vô tư không sợ bệnh. Lấy này một cái lấy đấy nhỉ? Lấy này hai. Một thôi. Một cốc thôi. Ở trên bật lửa anh cầm không? Có anh rồi. Ừ. Này anh để đây. Cái hoa này. Đấy. 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 Chú nghĩ là bỏ nó phải. Bình tròn trên đấy, cái khô đấy. Đấy, đấy được rồi anh ạ. Đấy. Đấy, cuối năm chú. Ờ, bỏ thật lâu bên kia. Có chưa? Chú bỏ mình rồi, chú bỏ. Qua đâu? Nhẹ nhõm rồi, thôi. Thôi là khấn đông ở đây
từ giờ đến cuối năm thì coi là sang đồng chí thì anh em chúng con thì sang áo cho ông về mấy ngày gần tổ, gần mấy là các cụ. Thế thôi ông cũng là phù trì cho con cháu. Soi sáng thế là mấy cái vẻ con thì kia cái chuộng sụt một góc, mới bị chuộng hôm đi cùng với chị Loan sang có bị đâu để sang tiện xi măng nhé, sang bảo Tân nó làm không có kia cái chuộng sụt một góc là nguy hiểm, mà mới bị chắc thằng nào nó dở hơi nó đi nó dẫm đạp vào thôi. Vì hôm chị Loan sang là chỗ này không việc gì cả. Và chúng mày nhiều tiền hương căng vút cậu tổ cấp. Để tạo rồi anh Hùng, để tạo rồi bật lửa đây vào vào. Anh Hùng có rồi à? Rồi ơi, đang kể ba con nhỏ đây, bóng quay là ra mẹ đây.
Là cả một trang đấy cả. Chào mừng. Nó viết cái văn bà cô tổ nhà mình hay lắm. Cư dân mạng hay. Ai kể cả tiếng Anh. Nói lịch sử của bà bằng tiếng Anh. Thì chúng ta dịch với Việt gì mà dịch. Thế bây giờ làm sao nào bây giờ? Bây giờ đi chợ bún cơm. Thôi anh ơi. Ăn cơm rồi. Thôi rồi Hiền ơi. Chào cơm chưa? Ăn lên bữa rồi. Ăn xong rồi đi. Đây, anh bật bật đây. Một tí là mát ngay. Bên đây mình đang có khi để cục gương luôn. Hôm nay đi đẹp trời có cô nhỉ? Ừ. Mấy tuần trước nó mưa quá. Làm đề đó mà vợ chồng làm đề đó mà là mình mua đúng giờ ấy. Để cái trên ban công mặt đấy. Về thôi là tổ. Đây con thằng Linh đây, đây nó là bỏ ra này. Vậy là xin xin cấp. Các anh các chị sau thì bảo coi là sang đều là sang bên bên coi là xin đồng coi là chụp đấy. Vì hôm mình mua thì anh Thái anh dặn rồi. Cái bánh kẹp. Đây.
chấm. Ôi nước chưa chưa mở ra. Đây đây là gọi là gì? Mộ con thần linh ạ. Đây này nước thần linh mở ra. Vùng này là vùng gì nhỉ? Đây là nghĩa trang khách của. Nghĩa trang gì? Nghĩa trang khách thôn Lộc Điền. Lúc bây giờ mở rượu mở ra. Vâng, thôn Lộc Điền. Em mở ra. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Rượu mở chưa? Chưa mở đâu, không biết xong rồi. Ông Quang Hình có vàng chưa? Hồi xưa chưa làm các cái đường đâu ra là nó không biết. Đấy nó khô mà nó ướt. Ông đi rồi. Đấy chỗ ông nọ vừa thắp hương là chị ra thắp mà. Nó anh Binh là phải đại diện đi hóa vàng. Cuối năm cứ làm cái bạt giải một loạt cho nó sạch sẽ ngay, không sợ ướt. Năm cái bạt là chú giải. Vâng. Bày đây, bày đây. Sạch sẽ luôn rồi ạ. Bước vâng. Chú tính rồi mà, chú có rồi mà. Vâng. Bảy bên trên thì nó khô chứ không ạ? Chứ vàng như dưới thì nó ướt vàng đấy. Còn nó khô. Cái còn cả cái túi lông này nó cần giải lên đây, hàng lên đây. Giải lên đấy sạch. Sao đây? Giải năm ra cho hàng này giải. Chưa lắm lắm đúng không? Thì nhất thì mới mới đấy chú ạ. Ờ. Sát Tết người ta xây đấy. Đấy. Cuối năm bây giờ đầu năm là lại sửa sang ngay gì đâu đấy, lại đẹp ngay đó. Quay vào hẳn đường đi nước sạch sẽ không? Và mưa gió cũng vô tư không sợ bệnh. Lấy này một cái lấy đấy nhỉ? Hai hai. Một thôi. Một cốc thôi. Ở trên bắt lửa anh cầm không? Đói rồi. Này quanh đấy. Cái hoa này. Đấy. Cái thời chú nghĩ là bỏ nó mạnh. Anh con đấy, cái đấy anh. Cuối năm chú. Ờ, thì con này bỏ thật lâu bên kia. Có chưa? Chú bỏ mình rồi, chú bỏ. Tâm mình tức là coi là nhẹ nhõm rồi, thôi. Đấy là khấn đông bảo đây từ giờ đến cuối năm thì coi là sang đồng chí thì anh em chúng con thì sang áo cho ông về với lại gần nhà gần tổ gần với lại các cụ để
thôi ông cũng là phù trì cho con cháu. Ông soi sáng. Mới bị cái này, nào làm thế nào để làm đấy, thế là mấy cái bể thôi thì kia cái chuột sụt một góc, mới bị chuột hôm đi cùng với chị Loan sang có bị đâu? Liệu có gì đấy mà không? Để sang tiện xi măng nhé, sang vào hỏng tận nó làm chín này tí không có kia cái chuột, đã sụt một góc là nguy hiểm, mà mới bị chắc thằng nào nó dở hơi nó đi nó dẫm đạp vào thôi, vì hôm chị Loan sang là chỗ này không việc gì cả. Và chúng mày nhiều tiền đẹp. Hương căng vút cậu tổ cấp. Cái tạo rồi, anh Hùng để tạo rồi. Bật lửa, à đây vâng, rồi. Vâng. Anh Hùng có rồi à? Đây anh châm luôn xong để em ở bên này xong anh sang bên ông đi. Cho bên ông đi bà. Cháu đang kiếm cái que dài. Ừ. Không đây rồi. Có chưa con? Đây rồi, cái sắt này. Đây được rồi. Có cái đấy thì em chỉ. Đấy mà mấy lần chú bảo quay chú cứ bảo. Cháu mang chìa khóa mà hôm nay ông không khóa thì có khóa thì mình mở vào mình vào. Nhà mình có chìa khóa mà. Hay là tí nó vứt đi nhỉ? Vâng, vứt đi. Tí mình vứt ra ngoài đường cho sạch. Ông mình nghiệm chưa? Cuối cùng vẫn chỉ đồng ý 7 nén thôi, vì ông có phải là 9 đâu, 9 đâu. Đấy, ông chỉ có 7 vía. 7 vía, đấy, đúng 7, 7 que. Bị tắt 2 rồi đấy. Tắt 2 rồi. Thế lần sau là cứ phải 7 thôi, không được thắp 9. Tắt đúng 2 lén luôn. Đây, chắc là cái túi này. Đây, sao vào đây không hơi bẩn, nhưng mà thôi. Đấy, sao vào thùng thì có, không cần túi nữa. Ừ. Vào thùng bê. Cầm ôn. Rồi. Sao vậy, rõ tắt. Cứ lập lên cầm cho. Vào ngay đây, vợ ông đấy thì. Đấy, vợ ông đấy, đốt luôn, cạnh mộ. Đấy, ai cầm ô này? Ô này à? Đưa đây, đây. Cầm ô. Rồi, anh ơi xong anh tưới cho em cái cầm ô đi em khăn đi, em khăn cho thì cầm ô đấy đi trước đi em khăn cho đi đi em chị khăn này đây nào.
bên cái nhất em không được biết. Đây có cái lỗ đây. Rồi. Bước xuống chỗ này lại gọi. Sao thì mộ gốc nhé. Ai có góp chị này. Đi mộ nhé, phải đi rất thấp. Không đẹp được. Gó đi mộ là hay đất cắt thì phải đi rất thấp thôi. Nặng. Con đi về khó hơn. Thoải mái luôn đấy, nó đang cháy to này, cứ gầy đây một tí, cháy hết đây. Thôi, Thẳng lái đi Dũng ơi, cứ thẳng lái đi. Thẳng lái đi, thoải mái đi. Cứ thẳng đi. Đây đây.